Yô yô yô, đã lâu không gặp, ngài thợ săn ma cà rồng, đang làm gì ở đây vậy? Ha ha, ngoài không thể trốn thoát được đây, hãy ngoan ngoãn để ta đồng hóa thành ma cà rồng nào. Hừ, ma cà rồng đáng ghét, không đời nào tao chấp nhận đâu. Lưu Phong vùng đẩy, Kelly bị hất bay đi mà ngạc nhiên. Ồ, anh lấy ra cây nỏ và cái đèn pin, rồi chế chúng lại, hãy nhận lấy, đèn pin UV Pro Max. Tia sáng bắn vào, Kelly rên sung sướng. A a a, hừ, biết sự lợi hại của ta rồi chứ. Thế nhưng Kelly lại mỉm cười, đùa thôi, sau bài học thất bại lần trước, ta đã khắc phục được điểm yếu của tia cực tím, cái đèn của ngươi giờ đã vô dụng rồi. Kelly phất tay đánh bay Lưu Phong, ngươi không thể đánh bại ta đâu. Rồi Kelly ngồi lên người của anh, như thế nào, quý ngài thợ săn ma cà rồng, hãy trở thành đồng loại của ta đi. Lưu Phong tức giận, ngươi, thế rồi Kelly lại sờ lên mặt cậu. Kelly há miệng cắn vào cổ của Lưu Phong, Lưu Phong không chịu khuất phục, không, ta thực sự sẽ thua nếu chuyện này tiếp tục, không thể từ bỏ như vậy được. Hai mắt anh biến thành màu đỏ, răng nanh mọc ra, sức mạnh dâng trào, xé tan cả quần áo, không, ta không thể thua, đừng coi thường người khác nữa. Kelly bị anh đè xuống mà kinh ngạc, cái gì? Lưu Phong hóa thành người sói mà xé hết quần áo của Kelly ra, anh đây không thể hiện thì cứ tưởng là sói ăn chay à, đón nhận sự trừng phạt đi. Rồi tiếp theo hai người làm cái gì đó mà Kelly chịu không nổi hết, a, ta đầu hàng, đầu hàng. Quay lại hiện thực, Lưu Phong nhìn Kelly nằm ngủ trên giường mà thở phù, phù, Kelly càng ngày càng mạnh, mình gần như không thể trụ được nữa. Ngày hôm sau tại lối vào viện nghiên cứu T7, cậu nói, Motley đã chết, Trịnh Thiên Hùng đã không còn quyền kiểm soát mấy người nữa. Vì vậy, hãy tham gia trạm tị nạn L của tôi đi, hãy cùng nhau chiến đấu chống lại Trịnh Thiên Hùng. Chú hai liền đáp ứng, được. Một lần nữa cảm ơn cậu đã giúp gia tộc chúng tôi thoát khỏi sự kiểm soát của Monre. Chỉ cần là việc mà chúng tôi có thể làm được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tinh hệ thống, thuyết phục nhà nghiên cứu T7 rằng việc tham gia nơi trú ẩn đã thành công. Phần thưởng, bản thiết kế lá chắn chống siêu năng lực, có thể chống lại một số đòn tấn công siêu năng lực một cách hiệu quả. Điểm 5000, Lưu Phong thấy phần thưởng mà vui mừng. Tuyệt vời, Kelly bên cạnh nhìn anh mà ngạc nhiên. Chợt chú hai nói, hãy mang món đồ đó lên đây. Kelly thấy chú hai cầm cây nỏ mà bất ngờ hỏi, đây là, lão nói, hôm qua, virus đã tìm thấy chiếc nỏ mà cha con đã sử dụng trước khi qua đời, bây giờ ta sẽ giao nó cho con. Kelly giơ tay nhận lấy, chợt cô phát hiện bên trong có hai cái ống thuốc, hửm. Lưu Phong ngạc nhiên, đây là, tinh hệ thống, thuốc đột biến có thể nâng cao khả năng của Kelly lên cấp SS, trên đó còn có lời nhắn từ cha cô, Kelly bé nhỏ của ta, tiêm nó vào cơ thể con. Con sẽ có thể tăng khả năng sống sót ở trong cái thế giới hỗn loạn này. Lưu Phong nói, dường như, cho dù em có trưởng thành và tự lập đến đâu thì trong mắt bố, em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Anh nói, đây là thứ cha em để lại cho em. Lý Hinh đứng sau nhìn mà nhớ lại lúc trước. Làm tốt lắm ơ hăng, con thực sự là con gái của ta. Hãy rời khỏi đây và đón nhận một cuộc sống mới. Lưu Phong cầm lấy ống thuốc, được rồi để anh làm cho. Nói rồi anh liền tiêm ống thuốc vào cơ cánh tay của Kelly. Vừa tiêm vào, thuốc tiến hóa lập tức có tác dụng, xung quanh Kelly tỏa ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, nó đẩy lùi những người ở xung quanh ra, hai mắt lóe lên tia sáng, từ bây giờ, ta là, nữ hoàng phân tử. Tinh hệ thống, Kelly đã thăng lên cấp SS, Lưu Phong ngã ngồi trên đất nhìn Kelly được bao bọc xung quanh một luồng năng lượng mạnh mẽ mà lo lắng gọi, Kelly, em đã thăng cấp được chưa? Thế nhưng không, Kelly không nói gì mà đi lại đặt lên môi anh một nụ hôn, Lưu Phong bất ngờ mà giật mình a lên một tiếng. Lý Hinh thấy hồ ly tinh cả gan như vậy mà bất ngờ, cái gì, rồi Phong má giận dỗi, con hồ ly tinh lẳng lơ này đang tuyên bố chủ quyền sao, Kelly nói, cảm ơn rất nhiều vì đã giúp em giải quyết rắc rối trong lòng này, từ giờ trở đi, em sẽ hoàn toàn nghe theo anh, trở thành cánh tay phải đắc lực của anh, tinh hệ thống, tâm trạng, sùng bái. Lát sau, trụ sở chính của Metro Clan, Lưu Phong cùng hai em vợ đi tới tìm vợ bé Virus, Virus nói, mã đầu tễ, anh đến rồi. Virus với uy nghiêm của nữ hoàng thế giới ngầm nói, đoàn xe tị nạn của anh cũng đến rồi. Đầu ngựa, lần này chúng ta đã giải quyết được Modre và trở thành thủ lĩnh của tộc Metro nhờ sự giúp đỡ của anh. Tôi quyết định gửi thêm 5000 người nữa đến nơi trú ẩn. Bọn đàn em ở sau nghe mà bất ngờ. Cái gì? Virus không thèm để ý mà nói tiếp. Và bắt đầu từ hôm nay, Metro Clan của chúng ta sẽ chính thức thành lập liên minh với trạm tị nạn L. Tên đàn em kia phản đối. Làm như vậy sẽ khơi dậy sự tức giận của Trịnh Thiên Hùng và gia tộc Metro của chúng ta sẽ chịu cơn phẫn nộ trả thù của chung với anh ta. Virus thấy tên đàn em dám phản đối ý kiến của mình mà nhỏ tức giận, liền cho hắn một đá, ăn nguyên cái gót vào mặt luôn, nhỏ đạp tên đó dưới đất quát, còn ai thắc mắc về quyết định của ta nữa không,
quả không hổ danh là đại tỷ của xã hội mà, chống cự là lụm liền, không nói nhiều. Lưu Phong thấy virus manh động quá liền nói, bình tĩnh chút đi, làm sao chúng ta có thể đặt đồng minh của mình vào thế bất lợi được. Anh gọi, Long Hiên, hãy mang đồ lên đây, đội cảnh vệ nhận lệnh liền khiêng những cái hòm tiếp tế lên. Cái nắp mở ra, tất cả bọn đàn em của virus đều kinh ngạc, ồ, thực sự có thịt, và gạo nữa, không chỉ vậy, nó còn được trang bị đầy đủ các loại thiết bị, tuyệt, lâu rồi tôi chưa được thấy đồ ăn tươi ngon như vậy, không chỉ vậy, những vũ khí dòng AK này đều là vũ khí mới được sản xuất. Hai tên đàn em liền quay lại hỏi Lưu Phong, căn cứ của anh không chỉ có thể sản xuất lương thực mà còn có dây chuyền sản xuất vũ khí. Lưu Phong liền đáp, ha ha, đúng vậy, chỉ cần các người trở thành đồng minh của chúng tôi, đây không phải là vấn đề. Sau khi nghe Lưu Phong hứa chắc kèo, bọn chúng quay qua hò hét, mẹ kiếp, có súng có thịt thì sợ viện nghiên cứu khoa học gì nữa. Đúng vậy, những con quái vật đó không coi chúng ta là con người chút nào. Ngũ cốc nguyên hạt mà chúng đưa cho chúng ta đã hết hạn sử dụng, chúng thậm chí còn ra lệnh cho chúng ta làm điều này điều nọ. Chợt virus quất roi xuống quát, chúng ta đã chịu đủ rồi, những ngày đau khổ chịu sự áp bức của Trịnh Thiên Hùng đã qua rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tuân thủ các nguyên tắc tự do và bình đẳng và sẽ hợp tác với trạm tị nạn L để chống lại viện nghiên cứu khoa học của Trịnh Thiên Hùng. Mọi người nghe virus nói, còn thấy cả đống lợi ích mà tung hô, nữ hoàng muôn năm, nữ hoàng muôn năm. Lý Hinh nói, tôi thực sự không ngờ rằng cô gái chột mắt đó lại thực sự trở thành thủ lĩnh, đúng thật là một sự hỗ trợ tuyệt vời mà. Kelly đáp, phải công nhận, người phụ nữ này vẫn có chút sáng suốt. Đêm tối, hành lang gia tộc Metro, Lưu Phong lặng lẽ đang đi đâu đó, vô tình Lý Hinh bắt gặp được. Cô nhìn giang vẻ anh mà thắc mắc, ủa, Lưu Phong đi đâu vậy? Lưu Phong đi đến một cánh cửa, giơ tay gõ vài cái, bên trong giọng virus vang ra, xin mời vào. Lý Hinh núp gần đó chứng kiến mà ngạc nhiên, a. Bên trong phòng, Lưu Phong kinh ngạc, đây là virus với bộ đồ cosplay thò cực kỳ mờ lem đón chào, xin chào. Mã đầu tễ, chào buổi tối, hi hi, Lưu Phong nhìn mà đỏ hết mặt luôn, cô làm gì vậy, lại ăn mặc như thế này à? Virus tiến lại sờ lên mặt của Lưu Phong, ồ, nhìn xem phản ứng của anh kìa, đừng như vậy chứ, anh nói xem, chúng ta có mối quan hệ như thế nào, Metro Glen đang gặp khó khăn và cần thêm nguồn cung cấp, trạm tị nạn của anh có thể sản xuất những thứ đó, tại sao không giao dịch, Lưu Phong ngại ngùng, vậy cô mặc bộ đồ này là để kiểm tra tôi à, Virus quay đi phẩy tay nói. Anh đang nói về cái gì vậy? Tôi có phải là người như vậy không? Rồi cô lấy ra một cái hộp mở ra. Lưu Phong nhìn mà ngạc nhiên. Đây là, virus nói, đây là lọ thuốc mà Trịnh Thiên Hùng giao Robot Zero đưa cho cựu thủ lĩnh Modre. Tôi đã lấy được nó và nghe nói nó là một loại thuốc biến dị siêu năng lực. Hay tôi đổi cái này với anh để lấy một lô vật tư nhé. Tinh hệ thống, thuốc siêu năng lực bị ô nhiễm sau khi tiêm sẽ tăng lên một cấp độ siêu năng lực. Nhưng sẽ bị nhiễm virus. Nó được sản xuất bởi Trịnh Thiên Hùng và có thể tiêu thụ với giá 500 điểm tích phân. Quả nhiên có bẫy, không thể từ chối được. Cô ta quả liên là ngón tay vàng mà. Lưu Phong suy nghĩ rồi liền đáp ứng. Được rồi, tôi đồng ý với thỏa thuận này. Virus đáp, ok, việc chính thức đã xong. Giờ đến việc riêng. Cô đè Lưu Phong xuống. Còn sự cám dỗ trái ngược giữa nữ hoàng có bề ngoài uy nghiêm và cô nàng thỏ ở nơi riêng tư thì sao? Đợi đã, tôi còn chưa chuẩn bị mà. Nội tâm suy nghĩ, tuyệt lắm. Đây là cách mang lại cho mình XP mới mẻ, virus cầm roi lên, he he, Lưu Phong giật mình, ơ hăm, thận của anh tốt lắm, em yêu à. Anh không phiền nếu con thỏ nhỏ dùng roi đâu nhỉ, he he, thế là lại nhập file nữa rồi anh em ạ. Ở thị trấn nhỏ, Lưu Phong cưỡi ngựa đi trước, ở sau, virus trên xe vẫy tay chào, xin chào các bộ trưởng thân mến, bên dưới, nữ hoàng vạn tuế, các bộ trưởng của nữ hoàng lại theo nữ hoàng diễu hành, lần này âm mưu là gì đây?